sắp xếp rồi đang dùng cơm nha. Rồi còn quay cái nữa. Để vậy anh Bình A đói à. Gài là bỏ đó luôn. Một bài ngơ gọi cầu còn xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời xanh rọi thấu quá dịch lại kêu căng. Lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, đây đây rồi chúng ta quay nếu lành theo hoa đơn nghe trói thúc nó miền tâm nhà nghề đóng ba.
Thank you.
trong trời quý tàn. Đừng cho chúng đến gần ta, nhớ rằng còn hỡi ngà ngà giấc say. Phật thiên thánh muôn loại dạng vật cũng nó trong quả đất dựng gầy, siêu thân nhẹ tách đường mây, cầm lưng quán nghiệp càng gánh thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đại nguyệt kiếm cho dương trần giỏi chuyện sai lầm. Đinh thần dẹp phết tà tâm, quần lai bóng tánh thập ca tâm. Bỏ ngay tánh tử thượng tử trong ngắm cuộc đời, cái bóng theo hình. Đâu kể nhục dân ta là một phần nào cứ mặt đời đau hương dòng đất trời tâm lòng thật quyết dựng đạo đời đối điều qua nhà tháng này mời chiều ngồi ngơi thật ba lòng che bao biết đò quý sắc vàng mê mệt đông ngàn bận rộn nhẹ quá gốc rễ với người lưỡng thiện. Đời nay mà thấy biển khổ đau an lòng đắng trong tiền giả cô dân dân lưng miệng cho ba tâm dẹp mình hết công bình tật hết tâm đạo ta. Cuối nhà bước ma quân mắt mẹ xin bậc ban cho kẻ khác lòng chim khôn thì ôm nước trong người có đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho hồng thái cũng nhìn cốt xương nào đâu lại dài bữa đông lõi cũng gấp ngày
dục thục muôn căn, bạch đinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi nghĩa trần. Dược cánh khổ phạm lưu ám gắn ghét thần, thì tháng muôn bề nguyện trong năm nở trở về. Cuối đầu thiên niệm trong về tây phương, tôi cho kẻ bao tấm lòng đẹp lòng cha mẹ cô quyền chờ công. Nam mô A Di Đà Phật. Cho dân diệt khổ lao.
Dùng cơm đi để đây